tiết, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu những ngày gần đây giảm mưa, khô ráo. Đêm nay khu vực tỉnh không mưa, ngày mai trời nắng. Nhưng nhờ trường gió Đông Bắc có cường độ nhẹ nên không khí dịu mát. Đêm 15 ngày 16 tháng 11, diễn biến thời tiết ở từng khu vực như sau. Phía Bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía Bắc huyện Xuyên Mộc. Đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ về đêm thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 81 đến 86%. Khu vực gian biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, Đất Đỏ và phía Nam huyện Xuyên Mộc. Đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Huyện Côn Đảo đêm nay có lúc có mưa rào và dông, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ về đêm thấp nhất 25 đến 27 độ. Ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 83 đến 88%. Hải Giang vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu. Từ Vũng Tàu đến Côn Đảo, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, biển có lúc đồng nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 16 tháng 11 năm 2022. Nước lớn, mực cao nhất 380 cm, vào lúc 22 giờ 30 phút. Và nước ròng, mức thấp nhất 180 cm, lúc 12 giờ 30 phút. Vừa tận hưởng thời tiết khá mát mẻ, hôm nay chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận ở mức khá tốt. Theo chỉ số báo cáo chất lượng không khí quan trắc về độ ô nhiễm, bụi, khói, khí thải trong ngày, ở tất cả các huyện, thị, thành phố đều ở ngưỡng tốt. Với ba khu vực đặc thù nhất của tỉnh là thị xã Phú Mỹ, tập trung nhiều khu công nghiệp, cảng biển, thành phố Bà Rịa, trung tâm hành chính, thương mại, thành phố Vũng Tàu, trung tâm dầu khí, du lịch, chỉ số chất lượng không khí AQI đo được tại các trạm quan trắc tự động từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều ngày 15 tháng 11 như sau. Tại trạm quan trắc ngã tư giếng nước thành phố Vũng Tàu, chất lượng không khí đo được mức 31, mức tốt. Chất lượng không khí đo được tại trạm quan trắc trường tiểu học Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ ở mức 37, mức tốt. Và chỉ số chất lượng không khí đo được tại trạm quan trắc ngã tư đường Phan Đăng Lưu và đường 27 tháng 4, thành phố Bà Rịa cũng ở mức tốt 33.